tại siêu thị Bixi Thăng Long, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên khai mạc tuần lễ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024. Với 78 gian hàng giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô, du khách trong và ngoài nước, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh như mật ong, hạt sen long nhãn, sự kiện thu hút đông đảo người dân doanh nghiệp thủ đô tham dự, thưởng thức và tìm mua những giống nhãn sản phẩm đặc sản của Hưng Yên. Qua đây, không những góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực của Hưng Yên mà còn giúp các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất giao lưu trao đổi và lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức, phục vụ, góp phần đưa nhãn lồng Hưng Yên và nông sản của tỉnh không ngừng vươn xa. Tuần lễ nhãn lồng diễn ra từ nay đến ngày 22 tháng 8.